Xin chào tất cả các em, anh tự giới thiệu, anh là Mai Văn Trinh, anh đến từ trường Đại học Y Hà Nội. Anh hiện giờ là một thành viên của GSTT Group. Và để tiếp tục chuỗi bài giảng của các anh chị thủ khoa đại học, thì để làm quà tặng xuân cho các em, sau đây anh xin tiếp tục bằng bài giảng giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợp. Hy vọng qua bài giảng này sẽ giúp các em có một cái Tết đầm ấm hơn. Bài giảng của anh thì anh mở sẽ là một.